cho tất cả các em học sinh đang xem video hướng dẫn tự học môn vật lý tại nhà. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề thi số 2. Trong đề thi này gồm có 2 phần. Phần 1 là trắc nghiệm gồm có 4 điểm và phần thứ 2 là phần tự luận 6 điểm. Câu 1. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của Việt Nam là A. cm, B. m, C. dm và D. km. Thì đơn vị chiều dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét. Đáp án đúng là B. Câu 2. Đồ chia nhỏ nhất của thước là A. giá trị lớn nhất ghi trên thước, B. giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp, C. độ dài vật mà thước đo được, D. giá trị giữa gần đúng của thước. Đồ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước, cho nên chúng ta chọn phương án đúng là B. Câu 3. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước vẽ ở hình dưới là A. 100cm và 20cm, B. 100cm và 15cm, C. 100cm và 5cm, D. 100cm và 10cm. Để trả lời được câu này, các em cần nắm được hai cái khái niệm, đó là giới hạn đo của thước là gì và độ chia nhỏ nhất của thước là gì và cách tính độ chia nhỏ nhất. Thì giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. Như vậy, đối với thước này, độ dài lớn nhất ghi trên thước là 100cm. Cho nên 100cm chính là giới hạn đo của thước. Còn độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp ghi trên thước. Thì độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp ghi trên thước là từ vị trí số 0 cho đến vạch chia khoảng giữa. Vậy thì để xác định khoảng cách từ vị trí số 0 đến vạch chia khoảng giữa này là bao nhiêu cm thì chúng ta thực hiện như sau. Để tính độ chia nhỏ nhất của một dụng cụ, chúng ta sẽ chọn một số bất kỳ trên dụng cụ đó. Giả sử trong trường hợp này, thầy chọn là số 10. Như vậy, thầy lấy 10, thầy trừ cho số bé liền kề với số 10 được ghi trên thước. Số bé liền kề với số 10 được ghi trên thước trong trường hợp này là số 0. Như vậy, thầy trừ cho 0. Sau đó, thầy chia cho số phần từ số 0 đến số 10 được chia bao nhiêu phần thì chúng ta sẽ chia cho bấy nhiêu. Nhìn vào thanh thước thì chúng ta thấy từ số 0 cho đến số 10 được chia làm 2 phần. Như vậy giờ này chúng ta chia cho 2. Như vậy 10 chia 2 thì được 5 đơn vị cm. Như vậy độ chia nhỏ nhất của cái thước này là 5cm và đáp án đúng của chúng ta là C. Câu 4. Khi dùng bình chia độ để đo thể tích của vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật sẽ bằng A. thể tích nước trong bình chia độ ban đầu, B. thể tích nước tràn ra, C. thể tích nước bình chia độ cho vật vào, D. thể tích nước dâng lên. Trong các phương án người ta đưa ra thì các em thấy phương án đúng là D. Câu 5. Trên vỏ hộp sữa có ghi 400g số đó chỉ A. khối lượng của cả hộp sữa, B. khối lượng của lượng sữa chứa trong hộp, C. khối lượng của vỏ hộp sữa, D. trọng lượng của lượng sữa chứa trong hộp. Con số 400g. Các em lưu ý về đơn vị gam là đơn vị của khối lượng. Như vậy, 400g đây chỉ lượng sữa có trong hộp. Như vậy, câu 5 đáp án là B. Câu 6. Khối lượng có đơn vị là đo là A. kg, B. newton, C. mét vuông và D. là mét. Thì đơn vị dùng để đo khối lượng trong
Trong các phương án người ta đưa ra thì đơn vị đó là kg, là đơn vị dùng để đo khối lượng, cho nên đáp án đúng là A. Còn Newton là đơn vị dùng để đo lực, mét vuông là đơn vị dùng để đo diện tích và mét là đơn vị dùng để đo độ dài. Câu 7, công thức tính trọng lượng. A B bằng 10 chia M, B M bằng B chia 10, C B bằng M nhân 10 và D M bằng B nhân 10. Thì công thức để tính trọng lượng theo khối lượng đó là B bằng 10 nhân M. Cho nên các em quan sát trong các phương án người ta đưa ra thì chúng ta thấy phương án đúng của chúng ta là C, đó là B bằng M nhân 10. Câu 8, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về lực đàn hồi? A. Lực tác dụng lên vật làm cho vật bị biến dạng. B. Lực của vật làm lò xo bị biến dạng. C. Lực của vật tác dụng lên lò xo. D. Lực của vật biến dạng đàn hồi sinh ra. Thì để chọn phương án đúng thì các em cần nhớ về khái niệm về lực đàn hồi. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng đàn hồi. Như vậy, với câu A là lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng là không phải là lực đàn hồi. Câu B, lực của vật làm cho lò xo bị biến dạng cũng không phải. Câu C, lực của vật tác dụng lên lò xo cũng không phải. Lực của vật biến dạng đàn hồi sinh ra, trong trường hợp này, lực của vật biến dạng đàn hồi sinh ra thì chúng ta gọi đó là lực đàn hồi. Câu 8, đáp án D. Câu 9, gió thổi vào cánh bơm làm cánh bơm chuyển động. Khi đó gió đã tác dụng vào bơm một lực nào trong các lực sau? A là lực đẩy, B lực kéo, C lực hút và D lực uốn. Thì để cho thuyền bơm di chuyển thì gió đã tác dụng vào cánh bơm một lực đẩy từ phía sau. Cho nên chúng ta chọn phương án đúng là A, lực đẩy. Câu 10. Muốn đo lực, ta dùng dụng cụ nào sau đây? A, cân. B, thước. C, lực kế. D, bình chỉ độ. Thì để đo lực thì chúng ta sử dụng lực kế. Đáp án đúng là C. Còn cân là dụng cụ dùng để đo khối lượng. Thước là dụng cụ dùng để đo độ dài. Bình chỉ độ là dụng cụ dùng để đo thể tích chất lỏng. Câu 11. Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản? A. Cái búa nhổ đinh. B. Cái đấm bấm măng tay. C. Cái thước dây. Và D. Cái kìm. Thì trong các dụng cụ người ta đưa ra thì chúng ta thấy thước dây là không phải là máy cơ đơn giản. Còn cái búa nhổ đinh là ứng dụng của đòn bẩy, cái kìm ứng dụng của đòn bẩy, bấm móc tay và cái kìm. Câu 12. Để kéo trực tiếp một thùng có nước có khối lượng là 20 kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào sau đây? Thì các em biết rằng để mà kéo một vật trực tiếp theo phương thẳng đứng thì chúng ta cần phải sử dụng một lực ít nhất bằng trọng lượng của vật. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải đi tính trọng lượng của vật nặng này. Vật nặng này có khối lượng là 20 kg. Vậy chúng ta đi tính trọng lượng của vật là B bằng 10 nhân M và bằng 10 nhân cho 20 thì bằng 200 Newton. Như vậy, để đưa thùng nước có khối lượng 20 kg trực tiếp lên cao theo phương thẳng đứng thì chúng ta cần phải sử dụng một lực ít nhất là 200 Newton. Vậy thì ở câu A người ta cho là nhỏ hơn 20 Newton, như vậy không được.
Câu B bằng 20 Newton cũng không được. Câu C lớn hơn 20 Newton nhưng lại nhỏ hơn 200 Newton, như vậy cũng không được. Vậy thì trong các phương án người ta đưa ra, ta thấy phương án F bằng 200 Newton là đúng, cho nên chọn đáp án D. Câu 1, khối lượng riêng là gì? Viết công thức tính khối lượng riêng và Newton đơn vị của các đại lượng có trong công thức. Về khái niệm về khối lượng riêng thì chúng ta có khối lượng riêng là khối lượng của một mét khối một chất. Ý thứ hai là chúng ta viết công thức tính khối lượng riêng. Thì công thức tính khối lượng riêng đó là D lớn bằng M chia V. Newton đơn vị của các đại lượng có trong công thức. Thì trong đó M là khối lượng và có đơn vị là kg, ký hiệu là kg. Còn V là thể tích. Có đơn vị là mét khối, ký hiệu là m mũ 3. Còn D là khối lượng riêng. Có đơn vị là kg trên mét khối và ký hiệu là kg trên cho m mũ 3. Như vậy vừa rồi thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta giải câu số 1. Nếu các em kia chưa kịp có thể dừng video lại để hoàn thành nội dung câu trả lời. Bây giờ chúng ta tiến sang câu số 2. Một cái bàn có khối lượng là 25 kg, tính trọng lượng của cái bàn. Thầy hướng dẫn cho các em giải câu số 2. Đầu tiên các em cần tóm tắt bài toán cho cái bàn có khối lượng các em ký hiệu là chữ M bằng 25 kg. Tính trọng lượng của cái bàn chúng ta đi tìm. B bằng dấu hỏi chấm. Vậy thì để mà tìm được trọng lượng của cái bàn thì các em cần áp dụng công thức đó là B bằng 10 nhân M. Vậy bây giờ chúng ta giải chi tiết như sau. Trọng lượng của các bàn là 10 hoa bằng 10 nhân m. Các em chú ý là B các em phải viết hoa, còn m viết thường. Sau đó các em thế số vào 10 nhân cho 25 thì bằng 250.
Đơn vị là Newton. Các em đáp số 250 Newton. Câu B. Một vật có trọng lượng là 85 Newton, hãy xác định vật đó khối lượng là bao nhiêu? Câu B. Người ta cho là vật có trọng lượng ký hiệu là chữ B bằng 85 Newton. Đi tìm khối lượng của vật, khối lượng chúng ta ký hiệu là chữ M. M bằng dấu hỏi chấm. Vậy cũng tương tự, các em sẽ áp dụng công thức này để suy ra M. Như vậy M sẽ bằng B chia 10. Bây giờ chúng ta giải như sau. Khối lượng của vật là 5. Các em áp dụng công thức đó là B bằng 10 nhân M, và mình đi tìm M cho nên chúng ta suy ra M sẽ bằng B chia 10 và bằng 85 chia cho 10 bằng 8,5 và ghi đơn vị kg. Các em đáp số là 8,5 kg. Cái phần này là thầy nháp cho nên các em không ghi vào ha. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em giải xong cái câu hỏi số 2. Nếu các em chưa hoàn thành xong câu hỏi, nội dung của câu bài giải thì các em có thể dừng video lại để hoàn thành nội dung. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em giải đề thi mẫu số 2. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.